vị, chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của forex.com.vn ngày hôm nay. Các bạn thân mến, thua lỗ là điều không tránh khỏi trong giao dịch, nhưng điều quan trọng là chúng ta cần phải thua sao cho chuyên nghiệp. Sự khác biệt giữa trader thành công và nghiệp dư đó là họ hiểu được thua lỗ là một phần của trading và họ chấp nhận điều đó. Những trader nhiều năm kinh nghiệm thực tế là những trader gặp nhiều thua lỗ nhất, nhưng họ biết cách giữ cho thua lỗ luôn ở mức thấp. Có hai loại thua lỗ có thể xảy ra, đó là do ngẫu nhiên và do hành vi của nhà giao dịch mà thành. Ở kiểu đầu tiên thì thua lỗ vẫn sẽ xảy ra ngay cả khi thực hiện đúng như kế hoạch đã vạch sẵn của mình. Trường hợp này bạn chỉ cần tiếp tục tuân thủ nguyên tắc, bám sát kế hoạch giao dịch ở những tín hiệu tiếp theo. Loại thứ hai là kiểu thua lỗ không nên tồn tại trong quá trình giao dịch của bạn. Vì những hành động như giao dịch trả thù, giao dịch theo cảm xúc, kiểu giao dịch này kết quả cuối cùng sẽ càng làm kết quả thê thảm hơn. Vậy, phải làm sao để xử lý thua lỗ giúp bạn quay trở lại làm chủ được quá trình giao dịch của mình? Những việc làm bên sau đây sẽ giúp bạn nắm được cách xử lý thua lỗ như một trader chuyên nghiệp. Đầu tiên, dừng việc giao dịch lại. Bạn hãy tạm ngừng việc giao dịch và nghỉ ngơi một thời gian để giải tỏa căng thẳng. Nếu càng cố chấp giao dịch, không những chẳng giải quyết được điều gì mà còn khiến bạn thêm loạn. Hãy nghỉ ngơi đủ để có tâm trạng tốt và tinh thần tốt. Sau đó hãy xem xét lại các khoản lỗ và hành vi giao dịch trong khoảng thời gian gần đây của bạn. Điều số 2, xem lại lịch trình giao dịch và sự chuẩn bị của bạn trước mỗi giao dịch. Hãy kiểm tra xem bạn đã giao dịch đúng như lịch trình đặt ra hay chưa, và trong quá trình giao dịch bạn có bị mất kiểm soát về cảm xúc hay quản lý vốn hay không, hay bạn có đang rơi vào kế hoạch giao dịch của mình hay không. Ở bước này, hãy xác định những hành vi khiến bạn gặp phải thua lỗ và bắt đầu tìm cách để khắc phục. Số 3, xem lại nhật ký giao dịch. Nếu bạn chưa từng viết nhật ký giao dịch thì quả là một thiếu sót lớn. Rất khó để định giá được bạn thua lỗ là do đâu nếu như không có gì ghi lại quá trình giao dịch của mình. Nhật ký sẽ giúp bạn xem lại lịch sử, trạng thái tâm lý, nguyên do vào và thoát lệnh, cũng như cách bạn quản lý quá trình giao dịch ngay tại thời điểm đó. Bạn sẽ nắm được bản thân và có tuân thủ kế hoạch cũng như nguyên tắc giao dịch hay không. Điều số 4. Giảm khối lượng giao dịch. Giảm kích thước giao dịch xuống thấp có thể sẽ giúp bạn hạn chế rủi ro ở mức nhất định. Hành động này cho phép bạn tập trung vào việc phân tích, thực hiện đúng kế hoạch, tâm lý của bạn cũng sẽ ổn định hơn vì rủi ro giao dịch ở mức thấp. Tất nhiên thì việc làm này không thể giúp bạn tránh được thua lỗ 100%, nhưng nó giúp bạn đặt thời gian và công sức đúng chỗ hơn, làm việc cần làm hơn. Khi bạn tập trung vào quá trình sẽ giúp bạn tự tin, tuân thủ kỷ luật hơn. Chỉ cần thực hiện 4 việc này tốt, bạn đã có thể xử lý và vượt qua một chuỗi thua lỗ, dễ dàng lấy lại tinh thần giao dịch như một trader chuyên nghiệp. Cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!